duyên phận giữa bạn và họ sẽ như thế nào. Dù là thiện duyên hay ác duyên, nếu như các bạn biết cách dung hòa và yêu thương nhau thì sẽ có kết cục tốt đẹp. Đây chính là thông điệp qua trải bài này mình muốn chia sẻ và kết nối năng lượng với các bạn. Và chúng ta sẽ tìm hiểu được là tại sao chúng ta có những cái mối nhân duyên như vậy. Và qua trải bài, các bạn sẽ có lựa chọn cách đối mặt với chính nó và sẽ là kết quả mà các bạn sẽ thấy được qua từng lá bài. Và nếu như có thể hiểu được mọi việc đã xảy ra đều có lý do từ nhân quả ở tiền kiếp hay kiếp này, thì bạn sẽ học được cách thôi trách móc cuộc đời và sống tốt hơn. Và các bạn có thể nhìn thấy những tác động làm thay đổi mối quan hệ của bạn đang hiện hữu, thì chứng tỏ có những yếu tố đủ mạnh mẽ để mối quan hệ của bạn phải kết thúc hay tiếp tục tiến tới mối quan hệ cam kết. Thì đây là trải bài dành cho các bạn. Hôm nay mình sẽ làm trải bài 6 lá. Bạn sẽ không ngạc nhiên về cách trải bài này, bởi vì qua trải bài này các bạn sẽ biết tình yêu sẽ diễn biến ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ giữa bạn và họ. Và đây là cách hữu dụng để các bạn đánh giá lại sự kết nối về vật lý, cảm xúc, tinh thần và tâm linh của bạn đối với người ấy. Lá bài đầu tiên đại diện cho cảm nhận của bạn về mối quan hệ này. Thì ở đây các bạn có lá bài 6 ly. Thì lá bài 6 ly này nó báo hiệu sự hồi sinh của quá khứ và nỗi nhớ đi kèm với lá bài này. Bạn tìm lại những cái ký ức hạnh phúc và bạn thấy là lúc đó những cảm giác quen thuộc với người yêu cũ thậm chí là xuất hiện trở lại với bạn trong những giai đoạn gần đây. Bạn muốn sống lại với cái khoảng ký ức hồi đó. Đây là cái thời gian bạn chữa lành vết thương, nhưng mà bạn lại tìm đến cái sự thoải mái ấm áp từ người yêu thương bạn lúc xưa. Và bạn đã trải qua sự mất mát và thất vọng, và bạn đang thực sự hành trình trở về chính mình. Bạn đang nhìn về quá khứ để tìm câu trả lời cho cuộc khủng hoảng và thách thức bạn phải đối mặt ở hiện tại. Bạn mong mình có thể tìm kiếm được sự an ủi và ấm áp từ người đã yêu bạn hồi xưa. Và chính bạn đang tìm cách kết nối lại với những người ở trong quá khứ, nhớ lại những kỷ niệm cũ khiến cho bạn rất là buồn, bởi vì mình đã đánh mất cái vòng vây hạnh phúc hồi xưa. Đây là lúc bạn cảm thấy rất nhớ về họ. Tuy nhiên các bạn cũng nên cẩn thận cái việc chỉ sống trong quá khứ như vậy. Hãy để quá khứ nuôi dưỡng tương lai của bạn. Bạn học những bài học để cho thấy mình tiếp tục những điều gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc đời này. Và bạn rất mong muốn hàn gắn lại mối quan hệ này sau khi đã chia tay, muốn kết nối lại với người yêu cũ. Lá bài thứ hai đại diện cho năng lượng của đối tác chính là họ. Ở đây báo hiệu cho thấy là họ đang cố gắng bình tĩnh để che giấu đi cảm xúc mãnh liệt bên trong của họ. Ngay cả việc mà hẹn hò tưởng chừng đơn giản mà họ cũng không thể dám làm, bởi vì họ sợ bị đau khổ một lần nữa. Nó gợi ý họ đang rất kiên nhẫn và tin tưởng vào trực giác của chính họ. Bởi vì lúc này họ cần phải trung thực với chính bạn và với chính họ luôn. Đừng để những việc bị che giấu, bị lộ diện. Có thể đây là một trong những dấu hiệu họ có thể gia tăng cái sự kiên nhẫn trong tình yêu. Bình tĩnh bên ngoài nhưng mà đam mê bên trong rất là nhiều. Họ thực sự muốn thân mật với các bạn. Họ rất muốn hẹn hò với các bạn một lần nữa, bởi vì họ muốn thể hiện sự thân mật và cởi mở ngày càng tăng hơn. Tuy nhiên lá bài này thấy rằng họ không có trung thực với cảm xúc của chính mình. Điều cần thiết là họ phải thực sự trung thực với cảm xúc thì họ mới có thể tiến tới cũng như kết nối lại với bạn. Và nếu như họ biết phát triển cái trực giác và lắng nghe trực giác của chính mình, thay vì họ ưu tiên cho sự trí tuệ và lý trí tỉnh táo, thì họ mới có thể tìm tới mối quan hệ cũ giữa bạn và họ. Cái này phải phụ thuộc vào họ nha các bạn. Thật ra đơn giản, bạn cần phải chờ cái người này họ thật sự trưởng thành. Khi mà họ trưởng thành rồi, họ mới hiểu được và họ biết chiều sâu của mối quan hệ giữa hai bạn là gì. Đây là lúc mà họ sẽ biết được câu trả lời là ai là cái người xứng đáng với họ. Bây giờ là bạn cứ bình tĩnh và kiên nhẫn đi các bạn ơi. Lá bài thứ ba đại diện cho năng lượng. Điểm chung mà khiến cho họ và bạn ràng buộc thì ở đây các bạn có lá bài đời sinh.
Khi lá bài ánh mặt trời này xuất hiện, thì chứng tỏ họ cảm thấy được năng lượng của bạn. Họ cảm thấy bạn rất là tự tin, bạn là cái nguồn cảm hứng và niềm vui. Họ thu hút bởi bạn, bởi vì bạn có khả năng nhìn thấy nguồn năng lượng ánh sáng, tươi đẹp mà bạn mang đến cho cuộc sống này. Nếu như các bạn đánh mất đi cái sự năng lượng tích cực này, thì lúc đó là lúc cái lụi tàn tình yêu thật sự không còn gắn kết nữa. Do đó các bạn phải tăng cái khả năng tự tin của mình lên vào lúc này. Bởi vì cảm giác tự tin sẽ giúp cho bạn có một ánh sáng soi đường bạn đạt được những mục tiêu mà bạn đặt ra. Đây là những gì mà bạn phải sống với cảm xúc tốt đẹp và phiên bản nhất. Bởi vì khi mà cái sự ánh sáng tích cực này xuất hiện trong mối quan hệ, sẽ đưa hai bạn đến gần với nhau hơn. Khi bạn tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này, biết tận hưởng những điều ở hiện tại, thì khả năng sự hòa hợp, bạn biết sử dụng thời gian để tạo ra mối liên hệ gần gũi giữa bạn với những người thân yêu, và bạn biết bước ra ngoài tự tin khoe giá trị của bản thân mình, tỏ sáng thực sự, sự tích cực và rạng rỡ của bạn sẽ thu hút và sự chú ý của họ đối với bạn. Đây là một trong những ánh sáng ấm áp. Bạn hãy để cho mình thực sự rạng rỡ nhất có thể. Lá bài thứ tư là lá bài đại diện cho cái phẩm chất để cho bạn và họ có thể giữ được mối quan hệ này là gì. Thì ở đây các bạn có vòng quay may mắn. Cuộc sống nó sẽ đầy rẫy những thay đổi bất ngờ, tình yêu nó cũng vậy luôn các bạn. Nó sẽ báo hiệu những thay đổi lớn trong mối quan hệ của bạn. Có thể là bạn sẽ không có ngờ tới, không nhất thiết nó là điều xấu, nhưng là bạn phải điều chỉnh. Cam kết mà bạn có được với đối tác của mình có thể được kiểm tra ngay bây giờ, và cả hai bạn phải thực sự nỗ lực và hy sinh để ở bên nhau. Bởi vì có lên có xuống và có trắc trở thì khiến cho mối quan hệ của bạn trở nên thân thiết hơn. Nếu như hai bạn học được cái giá trị là cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, học là cùng là một đội á, thì tất nhiên chúng ta làm teamwork, cùng nhau phát triển đem lại giá trị cho nhau. Thì đây là các bạn phải hiểu, những thay đổi có thăng trầm tích cực hay tiêu cực thì cũng chỉ là giúp cho hai bạn thêm thấu hiểu và thêm yêu thương nhau mà thôi. Nếu như cả hai bạn hiểu được cuộc sống này tạo thành những điều tốt và điều xấu nó đang xen lẫn nhau, cái gì cũng có chu kỳ hết các bạn. Đôi khi chúng ta phải tưng theo cái chu kỳ này. Bởi vì có những khoảnh khắc tốt đẹp thì chắc chắn sẽ có lúc nó sẽ đi xuống. Và tình yêu của hai bạn cũng vậy luôn. Trong một tình huống tồi tệ thì nhất định có gì đó sẽ tốt đẹp phát sinh từ mối tình của hai bạn. Nếu như hiện tại các bạn đang chia tay thì nhất định cái việc này cũng không kéo dài được lâu. Bởi vì bánh xe sẽ luôn quay. Và nếu như các bạn đang hạnh phúc thì nhất định sẽ có lúc nó đi xuống và có thể chia tay. Do đó những cái việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Việc chúng ta là hãy tận hưởng, dù các bạn đang trong yêu thương hoặc là các bạn trong đau khổ, thì nhất định có ngày mọi thứ sẽ trở nên khác hẳn. Bởi vì bánh xe sẽ luôn luôn quay nha các bạn. Lá bài thứ 5 đại diện cho cái năng lượng, cái khuyết điểm của mối quan hệ các bạn là gì, cái cần phải cải thiện trong mối quan hệ các bạn, thì lá bài 6 kiếm đại diện cho điều này. Cái yếu điểm của bạn là gì? Đó chính là các bạn ở trong nỗi buồn quá lâu. Các bạn cần có sự thay đổi thực sự. Bởi vì lúc này là lúc các bạn cần phải có những chuyển biến để thay đổi. Việc không có hạnh phúc, việc tiếc nuối về quá khứ, nó sẽ khiến cho các bạn không có được gì hết. Bây giờ nếu như các bạn đã bỏ lại quá khứ lần sau, chúng ta phải buộc bỏ lại một số thứ để tiến lên về phía trước, bất chấp nỗi buồn của bạn. Bạn cần phải nhớ là tiếp tục lựa chọn lý tưởng sống cho bạn là gì. Bởi vì lúc này lúc mình buồn là mình sẽ không được gì hết các bạn. Họ sẽ thấy bạn buồn rầu mà thôi. Nếu như các bạn biết cách để giải quyết vấn đề, tức là mình bỏ nó đi, bắt lão đại từ đầu, thì đây là lúc mà các bạn sẽ thoát ra khỏi cái vỏ kén của sự tổn thương và đau buồn. Nếu như bạn sống lâu quá ở trong quá khứ thì lúc nào đó nó sẽ nhấn chìm các bạn. Bạn sẽ không tiến lên về phía trước. Nó sẽ không giúp bạn có được mối quan hệ với người này. Đây là một dấu hiệu thực sự cái cuộc đấu tranh tình cảm của hai bạn sắp kết thúc rồi. Đây là một cách mà các bạn có thể mình giúp cho mối quan hệ của mình được hòa giải.
Nếu như bây giờ các bạn chịu bỏ đi cái chương đau đớn trong mối quan hệ của bạn và tiến tới liên hệ, hòa giải với người này, thì nếu như bạn sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình, có thể là những thứ ngăn cản cho bạn đón nhận được tình yêu. Đây là lúc các bạn phải hiểu được là mình thực sự sẵn sàng bỏ lại những cái đau buồn khi xưa để làm lại từ đầu, thì hai bạn mới có một mối nhân duyên thực sự cam kết sau này. Và các bạn thực sự buông bỏ mối quan hệ này chỉ trừ khi các bạn đã thử hết tất cả các phương pháp khác nhau để giúp cho bạn tiến tới hạnh phúc với đối tác, là bạn đã sẵn sàng thực hiện tất cả việc mà bạn cần làm hay chưa. Bởi vì cái trốn thoát là cái cách duy nhất cuối cùng mà các bạn phải cần làm. Do đó mình phải đảm bảo mình suy nghĩ logic làm sao để cho bạn được tiến tới cái vị trí bạn muốn đến và thực sự có được mối quan hệ cam kết với người này, thì cần sự nỗ lực ở bạn. Hãy tiến lên cho mối quan hệ mình bước thêm một bước mới, hòa giải sau khi chúng ta đã im lặng và chiến đấu rất nhiều cho hạnh phúc của mối quan hệ này. Lá bài cuối cùng chính là lá bài kết quả tình yêu đích thực của bạn là gì, duyên nợ của bạn thực sự có hay không, và mối đe dọa thực sự cần được giải quyết là gì. Thì mình xin chúc mừng các bạn có lá bài The Lover, người tình. Và lá bài đưa ra thông điệp vấn đề mà các hai bạn cần giải quyết, đó chính là sự lựa chọn. Sự lựa chọn những thứ đối lập và loại trừ lẫn nhau. Chính là các bạn phải lựa chọn thật sự cẩn thận và đưa ra quyết định cho tình huống của chính mình. Bởi vì chúng ta phải hiểu được rằng mỗi cá nhân có sự phát triển, hệ thống niềm tin rất riêng. Bất kể cái chuẩn mực của xã hội là gì chăng nữa, thì việc các bạn phải chịu chấp nhận con người khác biệt đó, bởi vì không ai giống ai hết các bạn. Khi mà bạn thấy được mình cần phải chấp nhận người khác là lúc bạn có sự tin tưởng và đồng lòng với những người bạn yêu. Đây là lúc mà các bạn có niềm tin và sức mạnh lớn nhất để chúng ta có thể tiếp sức cho người kia, chứ không phải là các bạn tranh đấu loại trừ lẫn nhau. Bởi vì bạn thực sự phải đấu tranh cho những gì bạn cần, bạn yêu. Bạn nên thành thật với chính mình, như vậy bạn sẽ chân thật với những người khác. Đây là một trong những lá bài rất tốt cho mối quan hệ. Nó là một trong những lá bài thực sự là gắn kết, cân bằng tuyệt vời giữa bạn và họ. Biểu hiện là hai bạn có thể là khác nhau, nhưng năng lượng bổ sung cho nhau rất là nhiều. Đây là lựa chọn của sự cam kết, và nó đặt ra được là mức độ cam kết của bạn với tình yêu. Và điều bạn cần là phải hy sinh thì bạn mới có được tình yêu này. Bởi vì mọi sự cam kết đều là sự hy sinh, và những cam kết này sẽ dành cho đúng người, sẽ giúp cho bạn phát triển với tư cách cá nhân. Nếu như cái người này tôn trọng bạn, xem bạn là một cái gì đó khác biệt, và tôn trọng bạn trong cái sự lựa chọn, trong cái việc làm, trong việc phát triển sự nghiệp, thì đây chính là cái chân ái cuộc đời. Đây là đại diện cho cái việc cái người này phải thực sự phối hợp ăn ý với bạn. Một cái gì đó bạn phải biết được rằng mình phải nên hoan nghênh và đón nhận cái sự khác biệt giữa hai người. Và duyên nợ giữa bạn và họ là hai bạn sẽ tiến tới với mối quan hệ cam kết và kết hôn. Và trải bài kế tiếp chiều nay sẽ là những gì mà họ muốn nhắn gửi đến các bạn, và thông điệp vũ trụ muốn gửi cho mối quan hệ giữa bạn và họ là gì. Thì các bạn nhớ đón xem ha.